Quýnh Nhà xin mến chào quý cô bác anh chị em. Lời nói đầu thì cho Quýnh Nhà gửi lời chào lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình bé nhỏ của mình nha. Thì cái sự việc của bạn Đức và bạn Thòn bước ra khỏi cái bếp cơm thiện nguyện của chú Hai Phước thì cái điều đó nó khá là bình thường mà mọi người. Tại sao mình thấy rằng là các cô, các chú, cộng đồng mạng lên khóc sướt mướt nói rằng là tại vì sao trong cái mùa đại dịch như thế này lại đuổi những cái đứa trẻ đó ra ngoài vỉa hè thế này thế kia, rồi nó biết đi đâu về đâu, rồi nó đang gặp khó khăn thế này thế kia. Thì theo như mình biết, từ trước tới giờ Mạnh Thường Quân cho bạn Đức và bạn Thòn cũng rất là nhiều tiền rồi, và các bạn ấy dư sức để có thể là ra bên ngoài và kiếm được một cái phòng trọ. Phải chi mà không có được chỗ ở rồi đi ra ngủ ngoài gầm cầu, ngủ ngoài vỉa hè giống như ngày xưa, thì mình lên mình khóc, mình trách móc người này người kia, rồi mình nói rằng là tại vì bác Ba Trầu hay là cái người mà đã từng cưu mang các bạn ấy, tại sao lại đuổi. Ở đây không có lý do nào mà đuổi, người ta đã nói rằng là người ta đưa tới được thì người ta phải đưa đi được. Còn nếu như chú Hai Phước mà đồng ý cho các bạn ở lại thì cái đó là cái việc của chú Hai Phước. Nhưng mà vì sao chú Hai Phước lại không giữ các bạn lại mà lại chiều theo cái ý mà cái người mà đã từng cưu mang các bạn? Là vì các bạn khá là rắc rối, trong từng lời ăn tiếng nói cũng giống như là cái cách mà ở đó, nó cũng không có được đàng hoàng. Chửi mắng rồi la hét rồi dí nhau chạy đầu này chạy đầu kia, thì đương nhiên rằng là người ta cũng sợ. Lỡ đâu nó xảy ra cái sự việc gì liên quan đến pháp luật thì sao? Rồi ai sẽ chịu? Ai sẽ là cái người mà đứng ra để mà có thể là can thiệp? Đương nhiên rằng là sẽ là chú Hay Phước thôi. Nên người ta sợ, người ta cũng phải để cho các bạn đi. Còn về cái vấn đề mà tiền bạc mình thường quân cho các bạn á, thì đương nhiên rằng là ai mà có được thì người đó sẽ hưởng. Còn ở đây cộng đồng mạng người ta lên tiếng, người ta nói không phải là người ta gan ăn tất ở, hay là người ta thấy là cho các bạn nhiều tiền rồi người ta lên người ta nói. Ví dụ như bạn Ni cũng vậy. Bây giờ số tiền mà Mạnh Thường Quân cho bạn rất là nhiều rồi, con số nó đã rất lớn rồi. Đó. Tự nhiên một bước mà các bạn lên mây luôn, một bước mà các bạn có tất cả luôn. Các bạn nghĩ đi, ở bên ngoài xã hội có biết bao nhiêu người, người ta chưa chắc gì cả đời người ta đã có được số tiền. Cái phần đất á, mà cất cái bếp cơm thiện nguyện của bác Ba Trầu á, là ngày xưa là nó thuộc cái quyền sở hữu của người cô của chú Hai Phước. Nhưng sau này người ta đã chuyển về dưới Bình Dương để mà định cư, thì người ta đã đưa lại cho chú Hai Phước để có thể là giúp đỡ cho những cái mảnh đời khó khăn cơ nhở hơn. Đó, thì hiện tại bây giờ là nó đang thuộc cái quyền được gọi là sở hữu của chú Hai Phước. Còn về mặt trên giấy tờ thì mình không biết rằng là nó có đứng tên của chú Hai Phước hay là chưa. Mà thôi, cái sự việc đó thì cũng không cần thiết để chứng tỏ hay là chứng minh hay là thanh minh thanh nga. Tại vì ai mà là chủ sở hữu của cái chồn đất đó thì đương nhiên rằng là ở trên giấy tờ thì người ta cũng đã có rồi. Cho dù người ta có nói đi nói về gì đi chăng nữa thì giấy tờ hay là đất đai tài sản gì đó cũng là của mình. Còn bác Ba Trầu bây giờ bác dọn đi thì đó là cái quyền quyết định của bác. Bác muốn dọn đi thì bác cứ dọn đi. Đó, cái nơi nào mà nó bình yên, mà nó yên ổn, mà mình có thể là mình làm từ thiện, mình làm thiện nguyện, mình giúp đỡ cho những cái mảnh đời khó khăn hơn thì tất nhiên rằng là bác cứ làm. Đó. Còn ai nói ngược, nói xuôi thì kệ người ta. Mình đã nói ngay từ đầu rồi, bạn Ni đừng có làm giống như là bạn Thoàn và bạn Đức. Mình đừng có nên sân si. Người ta có muốn sân si hay là người ta có muốn nói gì đó, đó là cái quyền của người ta. Còn bạn á là đang được rất là nhiều người thương. Tại vì sao bạn lên bạn nói các bạn cộng đồng mạng thế này thế kia, rồi bạn nói YouTuber là những cái người quay không có tâm thế này thế nọ. Ủa chẳng lẽ bây giờ bạn thấy các bạn khác nói rồi bạn cũng nói theo hay là sao? Mình phải nên suy nghĩ chứ. Mình nhờ cộng đồng mạng, mình nhờ Mạnh Thường Quân mà mình mới có được cái ngày hôm nay, thì mình phải biết trân quý những cái điều đó. Mình đừng có nên ai vua, mình đừng có nghe theo ai cả. Và những cái clip mà bạn lên bạn nói như vậy thì trời ơi, cộng đồng mạng người ta xem người ta cũng cảm thấy buồn. Vì người ta đặt cái niềm tin cho bạn rất là nhiều. Người ta cứ nghĩ trong đầu rằng là bạn là cái người mà rất là ngoan hiền, rất là biết đạo nghĩa. Nhưng cuối cùng rằng là bạn lên bạn sân si như vậy rồi, không biết rằng là trong thời gian sắp tới bạn sẽ đối mặt với những cái chuyện gì nữa. Mà mình nghĩ rằng là tốt nhất là bạn đừng có nên chĩa cái khuôn mặt của bạn vào trong cái ống quay. Bởi vì bây giờ nó đang là một trong những cái điều rất là nhạy cảm. Mình đừng có nên tiếp cận với truyền thông làm cái gì. Mình cứ phớt lờ, mình cứ sống một cái cuộc sống của mình.
rồi mình chờ hết dịch giả rồi mình về với cha với mẹ mình. Mình nghĩ rằng là nó sẽ rất là êm đẹp luôn, nhưng mà tại vì sao mình không biết rằng là có cái lý do gì mà bạn phải lên bạn phát ngôn ra những cái điều đó. Mà trời ơi, mình nghe xong cái clip đó mình cũng cảm thấy buồn. Mình không hiểu rằng là ai đã nói gì để cho bạn phải nghe theo, hay là tại vì sao mà bạn lại nói như vậy nữa. Mà kiểu giống như là người ta cảm thấy hụt hẫng á, hụt hẫng vì người ta không nghĩ rằng là bạn là cái người như vậy đâu. Vì dù gì đi chăng nữa thì ở đây cũng là những cái người lớn tuổi hơn bạn, có khi rằng là cũng đáng tuổi ông, tuổi bà, tuổi cha, tuổi chú của bạn, chứ không phải rằng là người ta nhỏ nhoi nữa. Bạn đừng có nghe theo và bạn cũng đừng có học theo bạn Thoàn và bạn Đức. Đây là một cái bài học cho bạn Thoàn và bạn Đức để sau này còn trưởng thành, còn ra ngoài đời, còn đối nhân xử thế và biết ơn nghĩa với những cái người mà đã từng giúp đỡ cho các bạn ấy. Một lần thôi, không có lần thứ hai đâu. Sau khi cái câu chuyện này nó kết thúc và cái sự việc này nó êm dịu thì Mạnh Thường Quân sẽ cũng không còn để giúp đỡ cho bạn nhiều nữa. Nên hãy biết trân quý những cái giây phút như thế này, không ai theo các bạn mãi mãi để có thể giúp đỡ cho các bạn ngày này qua tháng nọ đâu. Chỉ qua rằng là chúng tôi là những cái người mà ngồi đây tiếp sức cho cái câu chuyện này nó dâng trào lên, thì biết đâu được rằng là người ta sẽ biết đến các bạn nhiều hơn, thì cái hình ảnh của bạn nó sẽ được lan rộng ra. Tại sao bạn không làm cho cái câu chuyện, cái hình ảnh của bạn nó mới mẻ hơn, và bạn cố gắng bằng giữ được những cái hình ảnh đẹp cho tới khi bạn rời khỏi cái bếp cơm thiện nguyện của chú Hai Phước. Trong cái câu chuyện này thì mình cũng chả thấy là ai đúng và ai sai hết trơn á. Ai cũng có một cái lỗi riêng. Và nói chung là mình biết tế nhị, mình biết kìm nén lại và mình không nghe cái sự xúi giục giữa đôi bên, thì đương nhiên rằng là mình sẽ tiếp tục trên cái con đường thiện nguyện của mình, và mình cũng không cần phải lên để mà mình tố nhau ở trên mạng xã hội làm gì. Mọi người thấy không, bây giờ lên mỗi người nói một câu, bên này nói một câu, bên kia nói một câu, rồi đâm ra rằng là chú Hai Phước với bác Ba Trầu là sẽ xảy ra xích mích liên tục luôn. Thay vì đó, bây giờ phần ai nấy làm, bếp cơm của ai người nấy lo, công việc của ai người nấy làm, đơn giản vậy thôi mọi người. Ai cũng muốn làm thiện nguyện, ai cũng muốn giúp cho đời, ai cũng muốn đi phát cơm hết. Thì chỉ cần là mình đi làm thiện nguyện, mình phát cơm cho những cái người mà có cái hoàn cảnh khó khăn, người ta không có cơm ăn áo mặc, đó là cái điều rất là trân quý rồi. Còn lại là mình đừng có đi xăm xoe, hay là mình đừng có lên trên mạng xã hội để mà mình đấu tố nhau nữa. Tại vì đấu tố như thế này thì thiệt nhất cũng là những người nghèo thôi. Còn theo như mình nghĩ rằng là giống như bạn Đức, bạn Ni, bạn Thoàn, các bạn cũng đã lớn rồi, cũng đã từng có gia đình rồi, cũng đã là ba mươi mấy tuổi rồi, chứ không phải là con nít con nôi gì, không phải là bé Ni hay là bé Toàn hay là bé Đức nữa. Các bạn ấy cũng đủ tuổi để có thể là trưởng thành rồi. Các cô các chú cứ nghĩ đi, các con của các cô các chú 18 tuổi đã phải đi nhập ngũ rồi, đã là bộ đội rồi, để đi phục dưỡng cho đất nước rồi, thì đương nhiên rằng là ba mươi mấy tuổi người ta cũng sẽ tự người ta xác định, người ta lo cho tương lai của người ta, chứ chẳng lẽ bây giờ sống hoài ở trong bếp cơm thiện nguyện của chú Hai Phước hay là sao? Tại vì đi chăng nữa các bạn có khó khăn gì đi chăng nữa thì mình đảm bảo với mọi người rằng là cũng sẽ có Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho các bạn. Nên mọi người đừng có lo lắng hay là đừng có trách móc người này người kia, tại vì một khi mà mình trách móc á, thì đương nhiên rằng là cái câu chuyện này không có bao giờ mà nó có hồi kết được. Và cái người trong cuộc, cái người mà đi làm thiện nguyện, người ta cũng không thể nào người ta tập trung để người ta đi làm thiện nguyện. Người ta cũng lo sợ rồi, người ta cũng suy nghĩ rồi, người ta cũng áp lực. Thay vì bây giờ hả, bạn Thoàn với bạn Đức đã đi ra bên ngoài rồi, cách đó có mấy mươi mét đó. Nếu như cần thiết cái điều gì thì quay trở lại, nhờ bác Hai Phước giúp con cái này, hay là con thiếu gạo ăn hay là thế này thế nọ thì bác sẽ giúp cho. Chứ còn bây giờ mà làm sao mà sống chung trong cái bếp cơm thiện nguyện được nữa. Tại vì nó rắc rối rối ren quá, các bạn lớn rồi, các bạn có tình yêu rồi, đôi lúc là cự cãi thế này thế nọ rồi, bếp cơm thiện nguyện nó cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Còn mình đừng có trách rằng là người này tới để mà đuổi bạn Đức bạn Thoàn đi, hay là không cho bạn Thoàn bạn Đức ở lại rồi tùm lum tà la tà lưa, không có ai đuổi trơn. Ở đây là không có ai đuổi, chỉ qua rằng là người ta không thấy thích hợp để ở đây nữa. Mà có khi là các bạn ấy còn đi ra bên ngoài, các bạn còn vui sướng hơn là ở trong thiệt bếp cơm nữa. Quan trọng hóa vấn đề lên để cho cái sự việc này nó càng ngày nó càng sinh sôi nảy nở ra những cái câu chuyện rắc rối rối rem ở phía đằng sau. Mỗi người nhường nhau một tí thì cái câu chuyện nó cũng phải kết thúc không?
Ok, cái video của Quýnh Nhà thì đến đây là kết thúc nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã luôn lắng nghe cái video của Quýnh Nhà. Nếu thích cái video của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe, ủng hộ cho các kênh của Quýnh Nhà nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Bye bye.